Xin chào quý cô bác anh chị. Đây là cây rau dớn của em vừa đi ra ngoài vườn cây em lấy về để em gửi cho khách ạ. Đấy, gốc cây này. Và bây giờ là em xếp vào sọt vào cái hộp này để em gửi đi cho bác ở tận Bình Dương ạ. Bác lấy cây rau dớn và cây bác gọi là cây rau ngót rừng, nhưng mà chỗ chúng em thì em lại gọi là cây mì chính. Đó, bác thích sưu tầm cái món gọi là cây rau rừng và cây bò khai nữa. Cây bò khai thì em lại nhờ người bạn của em để gửi cho bác thôi, chứ còn nhà em lại không có. Và cái cây rau ngót rừng kia thì lát nữa em lại để lên trên. Bây giờ em xếp cái cây rau dớn này vào cho bác trước. Đấy, khi rau dớn là gốc em cắt cả gốc cả rễ như thế này, chỉ loại bỏ bớt cái đất đi thôi để cho nó nhẹ thôi cô bác anh chị nhá. Bên em Dung em vẫn liên tục phát triển các loại cây giống như là rau dớn hay là cây mai hai lá xuất khẩu, thì dường như em Dung vẫn liên tục phát triển hàng ngày. Nhưng mà do là em bận quá em không có thời gian để em quay lên ấy. Nếu cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu á thì cũng liên hệ với em Dung. Em Dung vẫn liên tục phát triển ạ. Đó. Đây anh ơi, em đã đặt cây giống cho anh cái cây loại mà nó có rễ như này về rồi á, thì anh trồng là nó đảm bảo 100%. Chứ còn nếu mà lấy cái loại mà chưa giâm cành, chưa lên mầm thì về để qua mấy ngày nó sẽ ngót anh ạ. Đó, và đây là dưới là rau dớn và trên thì là cây gọi là cây rau ngót rừng, có người thì gọi là cây mì chính. Là em đóng vào đây nha. Thưa quý cô bác anh chị, đây là cái cây rau dớn và đây là cái cây rau gọi là ngót rừng hoặc là cây mì chính đây nè. Đó, thì là cái ngọn này của nó, lá non này của nó xào thịt này, rồi thì xào tỏi này hoặc là ăn lẩu rất là ngon cô bác anh chị nhá. Đấy, nếu mà con cô bác anh chị ai có nhu cầu thì đặt cây giống thì hãy liên hệ với em Dung ạ. Đó, đây này. Chỉ cần trồng lấy khoảng độ 3 khóm như thế này thôi là chúng ta trồng một lần chúng ta ăn quanh năm. Đây em đã ươm ra rễ. Đó. Mầm này. Em chuẩn bị gửi đi Bình Dương nhé.